Xin chào mọi người, mình chuẩn bị bay đi Nepal để trekking cung Everest Baikal. Thì đây là một cung trekking nổi tiếng không chỉ hấp dẫn đối với là những bạn người Việt Nam mà còn rất là nhiều bạn bè trên quốc tế thì đều đến Nepal để đi trekking cung này. Thì đây là cung mà để cho mọi người trước khi mọi người leo lên đỉnh Everest, đỉnh cao nhất thế giới, thì có thể ở đây và làm quen với khí hậu độ cao trước khi có những bước xa hơn. Thì đối với người Việt Nam mình thì mình đi trekking ở Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà mình thì chưa bao giờ đi trekking một nơi xa mà có độ cao cũng như là khí hậu khắc nghiệt như vậy. Do đó thì mình chuẩn bị đồ rất là nhiều và bài. Cái video này thì mình làm để chia sẻ những cái đồ đạc mà mình đã chuẩn bị cho chuyến đi. Đầu tiên là về giấy tờ để vào Nepal. Thì Nepal có chính sách visa tại sân bay cho người Việt Nam, tức là các bạn không cần phải xin visa, không cần phải nộp hồ sơ quá nhiều như những nước Hàn, Nhật. Các bạn chỉ cần là có hộ chiếu còn hạn sử dụng trong vòng 6 tháng, các bạn có ảnh điền vào form nhập cảnh, và sau đó thì các bạn khi mà các bạn đến sân bay và quầy nhập cảnh thì bạn đóng tiền. Thì chi phí visa thì 15 ngày thì nó sẽ là 25 đô và 30 ngày sẽ là 40 đô. Thì để chuẩn bị thì mình kiểm tra lại hộ chiếu. Mình chuẩn bị tiền và in ảnh 3x4 nền trắng hoặc 4x6 nền trắng, thì mình sử dụng cái đó để làm thủ tục nhập cảnh. Thì tất cả những cái giấy tờ quan trọng của mình khi mà mình đi du lịch, ví dụ như là hộ chiếu, cái máy bay, booking khách sạn, thì mình đều cho vào một cái túi chống nước như thế này, và đó mình đeo lên người hoặc là cất ở cái ba lô nào mà mình luôn mang theo. Về đồ điện tử, công nghệ chụp hình thì mình mang hai cái điện thoại, một cái là Galaxy Note 8 và một cái là Movistar Pro Xmax. Thì lý do mình mang hai cái là thứ nhất là mình chụp hình bằng điện thoại, mình không sử dụng máy ảnh. Cái thứ hai là mình backup trong trường hợp đó là cái điện thoại của mình hư thì vẫn còn cái thứ hai để sử dụng. Mình mang theo một bộ len dành cho điện thoại, thì nó sẽ có những cái len góc rộng hoặc là len macro thì hy vọng là sẽ chụp được nhiều hình đẹp. Mang theo một cái GoPro Hero 5 Black, thì cái này dùng để quay phim, và mình cũng mượn thêm một cái kẹp để kẹp vào ba lô khi mà di chuyển. Rồi mình mang theo sạc dự phòng. Thì theo như chia sẻ của một số người đi trước thì trên đường trekking Everest Baikal vẫn có nhà nghỉ và để sạc điện thoại. Tuy nhiên thì càng lên cao thì việc sạc cũng rất là đắt tiền, họ sẽ tính tiền thay khi sạc điện thoại hoặc sử dụng wifi. Do đó thì mình sẽ mang theo hai cục sạc 10.000, một cái bộ dây có thể sạc một lúc nhiều thiết bị, tai phone để nghe nhạc, để selfie. Cái gần nhất là hay thì mình sẽ review sau. Bóc tiền thì tiền nội ở Việt Nam chủ yếu là tiền đô la Mỹ. Ngoài những thứ mà mình phải booking và mình sẽ thanh toán online thì mình chủ yếu sử dụng đô la Mỹ, và qua bên đó thì mình bắt đầu mới đổi rupee là tiền của Nepal. Thì mình mang theo thẻ visa có tiền. Ngoài ra thì những cái giấy tờ không cần thiết, ví dụ như bằng lái xe, giấy tờ xe thì mình sẽ để lại Việt Nam. Rồi ngoài ra thì mình cũng mang theo hai cuốn sách để đọc. Một cuốn là Chinh phục Everest, rồi một cuốn là Mình nói gì khi nói về hạnh phúc của chị Rosie Nguyễn. Thì hai cuốn này thì mình nghĩ là nó sẽ rất là hay và phù hợp với chuyến đi này. Đồ ăn mà mình sẽ mang theo trong chuyến đi Everest Baikal lần này, thì theo nhiều người chia sẻ thì đồ ăn ở trên Nepal rất là khó ăn, tại vì họ sẽ sử dụng curry rất là nhiều. Do đó thì để giữ sức khỏe trong chuyến đi thì mình cũng chuẩn bị khá là nhiều đồ để mang theo. Và đây là thứ khiến mình rất là đau đầu. Đầu tiên là mình sẽ mang theo một số ít vô năng lượng. Thì cái này nó ăn nó sẽ rất là ngọt ngọt, nó giống như sô-cô-la, nhưng mà nó giúp tăng cường năng lượng rất là tốt. Thì khi các bạn về thì các bạn sẽ ăn này. Những người mà họ chơi thể thao, đi trekking hoặc đi chạy bộ thì thường sử dụng ăn theo cái thay năng lượng vô như thế này.
thì cái này các bạn có thể mua được ở trên affinix.vn ha. Mang theo cơm cháy thì cơm cháy này thì mình dự kiến là mình sẽ sử dụng ở Malaysia khi mà mình transit 16 tiếng, mình sẽ ở sân bay thì có thể mình sẽ sử dụng cái này. Lương khô thì mình khá là thích ăn lương khô, do đó thì mình thường mua lương khô để mang theo trong những chuyến đi trekking ở Việt Nam. Ở đây thì mình cũng sẽ mang theo một số gói lương khô. Đồ ăn mặn thì đây mình mua một hộp cá mai kho, cái này mang theo khô gà lá chanh. Thì hai thứ này thì có thể, ví dụ thường mình không thể ăn được đồ ăn bên đó, mình có thể mua cơm và sẽ ăn chung với nó. Sô-cô-la thì mình hay sử dụng là Kit Kat hoặc là Snickers. Một cái vấn đề khác cũng đáng lưu tâm và được nhiều người quan tâm mà mình cũng rất là đau đầu, đó là vấn đề trang phục và mình sẽ mặc gì khi mà trekking ở Everest Base Camp. Lý do là khi mà mình trekking ở Việt Nam thì thời tiết nó cũng khá là nắng nóng và mình hiểu được thời tiết, mình thích nghi với thời tiết. Tuy nhiên thì ở Everest Base Camp thì có thể thời tiết nó sẽ rất là lạnh, xuống đến 0 độ, âm 5 độ. Do đó mình cần có nhiều thông tin hơn, có nhiều đồ đạc và sự chuẩn bị hơn. Đầu tiên là về giày. Thì đi trekking cái đôi giày là thứ rất là quan trọng. Và đối với lại con Everest Base Camp này, theo mình thì mình nên sử dụng, thứ nhất đó là những đôi giày có tính năng chống nước. Khi mà trời tuyết hoặc là không may nước thì nó sẽ không thấm vào chân, thì nó giúp bạn không bị nhiễm lạnh. Bạn có thể sử dụng giày cao cổ để cho nó ấm chân hơn. Và khi mà những cái đế giày thì nên chọn những cái đế giày để trekking hoặc là treo, nó sẽ bảo vệ bàn chân của bạn tốt hơn. Khi bạn chọn giày thì bạn nên chọn rộng hơn một size, thì nó giúp bạn khi mà các bạn di chuyển thì chân bạn sẽ bị to ra, hoặc là khi các bạn xuống dốc thì nó sẽ không bị dồn xuống mũi chân. Thì đó là để các bạn bảo vệ đôi chân của mình. Thì giày là nên ưu tiên. Về tất thì mình sử dụng đôi tất dày cũng như là có chia ra các ngón chân như này, thì để tránh cho nó không bị phồng rộp. Mình sẽ chuẩn bị về găng tay. Đây mình chuẩn bị hai bộ găng tay để chơi cua. Thì bộ găng tay mình sử dụng loại dày và có khả năng chịu lạnh. Một chiếc khăn đằn, kính chống tia UV, nón thì mình sẽ mang nón lưỡi trai, và mình dự kiến là mình qua Nepal mình sẽ mua thêm một cái nón len hoặc là cái nón giữ ấm có thể trùm được tay. Về quần áo thì quần áo mình sử dụng thì do mình không quen với khí hậu lạnh, do đó mình sẽ phải mặc rất là nhiều lớp áo. Ở đây thì mình sẽ chia ra thành các lớp áo khác nhau. Và đây là ví dụ, đây là một cái kit mà mình sẽ mang để mình mặc trong cái việc đi trekking. Về áo mang theo thì mình sẽ chia thành nhiều lớp áo để mặc trên cơ thể. Thì đầu tiên thì mình sẽ mặc một cái áo dài tay. Thì cái áo dài tay bó sát cơ thể này để giữ nhiệt. Sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái áo thun mặc bên ngoài. Tiếp đến đó là một lớp áo nỉ để giữ ấm. Và ngoài cùng thì mình sẽ sử dụng một lớp áo chống thấm hoặc là áo gió. Và mình thì sợ lạnh nên mình cũng chuẩn bị thêm một cái áo gió tương tự như vậy. Nếu mà trường hợp mà lạnh quá thì mình sẽ mặc thêm hai cái. Về quần thì đầu tiên đó là mình đi trekking 12 ngày, mình sẽ sử dụng quần lót giấy và mình sẽ sử dụng một lần. Thứ hai đó là mình chuẩn bị những cái quần bó. Và lớp ngoài cùng đó là những cái quần trekking thì thôi. Thông thường thì mình hay chọn những cái quần tháo ống hoặc là những cái quần mà chống thấm. Thì ba lớp quần và bốn lớp áo. Ngoài ra thì mình sử dụng thêm đó là miếng dán chịu nhiệt. Thì cái này dành cho trường hợp đó là những ngày ở trên cao quá và quá lạnh, hoặc là khi mà mình ngủ thì mình dùng. Thì tất cả những cái bộ như thế này thì mình sẽ gói vào một cái túi để riêng. Và đồ này thì mình sẽ ngoài trừ quần lót giấy sẽ được thay thường xuyên, thì đồ này thì thường khoảng 2-3 ngày thì mình mới thay. Mang thêm tất thì mình mang theo tổng cộng là 4 đôi tất. Chuyến đi này thì mình chuẩn bị thêm cả gậy leo núi. Thì mình sẽ sử dụng hai cái gậy để cho đều tay cũng như là hỗ trợ lực khi mà mình di chuyển. Về ba lô thì mình sẽ sử dụng một con Osprey 38 lít. Thì cái con ba lô này thì mình sử dụng trekking ở Việt Nam rất là nhiều.
Thì khi mình chọn ba lô thì mình thường chọn đó là ba lô có cái đai trợ lực tốt, có cái lưng tốt, cũng như là cái quai chắc chắn. Thì lớp ngoài của ba lô thường nó sẽ có chống thấm, nhưng mà mình vẫn chuẩn bị thêm đó là cái áo mưa ba lô. Rồi khi mà mình đi trek thì mình sẽ mang một cái ba lô này và một cái túi như thế này. Thì cái túi này mình sẽ gửi cho porter để họ mang phụ giúp mình. Thì trong túi này mình sẽ để những cái gì? Trong túi này mình sẽ để bỏ những bộ quần áo, mình sẽ bỏ đồ ăn, sẽ đổ bỏ những cái đồ công nghệ không sử dụng đến, những cái đồ vệ sinh cơ thể. Thì và mình sẽ thuê ví dụ như hai người đi trekking thì có một porter support, thì họ sẽ hắt vác phụ cho mình khoảng 10 kg. Do đó thì mình sẽ cũng phải cân nhắc khi mà mang theo đồ đạc. Còn trong đồ đồ của mình thì mình sẽ mang cái gì? Ngoài cái trang phục của mình đang mặc, mình sẽ mang theo sơ cua một cái áo lạnh, mang theo đồ ăn, gu năng lượng hoặc là đồ công nghệ, đồ sống ảo. Thì ba lô của mình thì nó sẽ cũng rơi vào khoảng 8 đến 10 kg, mình không nên mang nặng quá. Một vấn đề mà gần như người Việt Nam nào đi trekking ở Everest Base Camp cũng như là những ngọn núi cao đều lo sợ, đó là về sốc độ cao. Thì mình thì đã từng đi trekking những núi cao ở Việt Nam, núi cao nhất là Campuchia. Tuy nhiên, đối với lại Everest Base Camp ở Nepal, nó là một nơi có độ cao quá cao. Do đó mình cũng chưa gặp trường hợp đó như thế nào. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm và sự chia sẻ của một số người thì khi mà mình qua Nepal, mình sẽ mua cái loại thuốc để chống sốc độ cao. Cũng như khi mà mình di chuyển thì mình sẽ uống nhiều nước, mình bổ sung năng lượng thường xuyên, mình không mang vác nặng và mình thở nhẹ nhàng. Trước đây thì mình đã từng đi đến Cửu Trại Câu, cũng phải đi qua một con đèo nó có độ cao khoảng 4 hay 5 ngàn mét gì đó. Thì hướng dẫn viên cũng nhắc nhở mọi người rất là nhiều trong cái việc đó là tránh để bị say độ cao. Tuy nhiên thì mình cảm thấy bình thường, thì hy vọng là trong chuyến đi này mình sẽ không bị cái vấn đề đó. Tại vì mình nhìn thấy được là một số đoàn Việt Nam khi mà đi thì các bạn bị xây độ cao hoặc là bay trực thăng về. Thì đối với trường hợp mà phải bay trực thăng về, nếu mà các bạn không mua bảo hiểm thì cái chi phí cho trực thăng nó sẽ rơi vào khoảng 2 đến 3 ngàn đô, rất là đắt đỏ. Nhưng mà nếu mà bạn có bảo hiểm thì họ sẽ hỗ trợ cho bạn cái phần đó. Lần này đi thì nhóm mình sẽ sử dụng bảo hiểm của AIG, cũng là cái bảo hiểm mà đã có rất là nhiều người Việt Nam sử dụng, cũng như là khi mà bị sốc độ cao hoặc là bị đuối ở Everest Base Camp đều là có trực thăng trở về.